Xin chào cô chú chị, chào cô chú chị đã quay lại kênh Nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu. Em là Điền. Hiện tại em đang có mặt ở tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì vị trí em đang đứng cũng đi ra tỉnh lộ 329, cũng rất là gần cô chú chị, ra khoảng là 2 cây số. Và nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản mà có diện tích là 7.748 m². Và hiện tại là đang là đất trồng cây lâu năm và có mặt tiền tiếp giáp mặt tiền đường hiện hữu á, là 35 m ha. Đó, và đất mình rao bán chỉ có là 450.000 m² thôi, tương đương là một sào 1.000 m² là 450 triệu. Trước mặt cô chú chị đây, mình đây là mặt tiền đường đất rộng khoảng là 6 m cô chú chị. Và đường này có thông tin là chuẩn bị đổ nhựa nha cô chú chị. Và cái hướng trước mặt của chú chị mình đây là đi chút xíu là ra khu dân cư rồi. Thì ngoài khu dân cư đó là đã sử dụng là điện nước đầy đủ rồi ha. Và phía trong này thì đa số là xung quanh đây là đã có những trang trại hiện hữu. Đây thì đó đã có trang trại gà và bên kia cũng có trang trại gà. Thì lô đất của em Điền muốn giới thiệu tới cô chú chị mình đây là có diện tích là 7.748 m² và có mặt tiền tiếp giáp đường đất này là 35 m. Ranh thì từ giáp tường này nha cô chú chị, giáp tường này và qua bên kia hết đám su này. Tại đất mình là đang trồng su nha, vẫn đang trong tình trạng là thu hoạch. Giáp qua hết cái su này. Và chiều dài của mình là 223 m. Và đất là hiện tại là đất quy hoạch, đất trồng cây lâu năm thôi. Ra khu dân cư thì cũng gần. Thì bất động sản mình đang có hướng là hướng đông nha cô chị, hướng đông, mặt tiền hướng đông. Gia chủ của mình hiện tại đang kẹt tiền nên là cũng muốn bán rẻ hơn thị trường một chút xíu. Thì rẻ so với lúc mà đất sôi động thì khoảng là 550-600 triệu một sào. Bây giờ chỗ mình kẹt quá thì bán chỉ có 450 thôi. Và có thương lượng nha cô chú chị. Cô chú anh chị mình có thể về đây thương lượng bất động sản này nữa. Và đối diện bất động sản của mình thì cũng có một bất động sản bán nữa. Đó thì bất động sản này đó, đối diện đất mình luôn nha. Bất động sản này có diện tích là một mẫu mốt, tương đương là 11.000 m², có 50 hơn 50 mét mặt tiền đường này. Cũng là đang bán là 450 triệu 1.000 m² một sào. Đó, từ ranh này đổ qua tới trụ điện đầu kia ha. Là 50 hơn 50 mét mặt tiền đường mà bán cũng là 450 triệu một sào. Thì giá bán thì cũng tương đối, nói chung là bằng với giá bán của mình, nhưng mà đất mình là có diện tích nhỏ hơn nên mà so ra thì túi tiền bất động sản đang rao bán này vẫn tiện hơn nha. Rồi bây giờ em đi vô hết đất chơi cô chú chị mình cùng xem luôn. Em cũng nói luôn là bất động sản này chỉ thích hợp cho cô chú mình chị mình mua đầu tư lâu dài, hoặc là mua để làm kho bãi hoặc là trang trại đó thì thích hợp hơn. Điện thì điện ba pha thì cũng đã tới đây rồi, tại vì bên này đã câu tới điện ba pha đây rồi ha. Bên kia là trang trại gà mà giá chỉ có là 450 triệu một sào, là 1.000 m². Mình có 7.748 m² thì tương đương đâu đó là 3.5 tỷ cô chú chị, gần 3.5 tỷ thôi. Su thì dường như đất su mình trồng hết đất ra cô chú chị. Từ vị trí bất động sản mình mà ra trung tâm xã Hòa Hội mình á thì khoảng đâu đó 2.5 cây thôi. Mình ra tới tỉnh lộ 329 đó, mình đi chút xíu là tới ngay trung tâm rồi. Và từ đây mà ra thị trấn Phước Bộ cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc thì khoảng đâu đó là
10 cây số. Đi 10 phút thôi cô chú chị. Và đi biển Hồ Tràm thì 20 phút, 25 phút. Từ thành phố Hồ Chí Minh mà di chuyển về đây thì mất khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ mình đi cao tốc. Đất mình thì tương đối là bằng phẳng nha cô chú chị. Giáp tới xuống cuối nè. Cuối nè. Giáp tới cuối đây. 35 mét. Dường như là vuông luôn. Mình có cái lợi cái là phía bên này đã xây tường rào rồi. Đất này thì sâu bằng đất mình luôn nha cả nhà. Phía bên kia thì cũng có một trang trại nè anh chị. Phía bên kia có một trang trại. Điện thì điện sử dụng gia đình thì vẫn có rồi. Điện ba pha thì cũng có luôn. Nói chung là cô chú chị mình mà về mua về thích hợp làm kho bãi trang trại thì ok đó. Điện thì có sẵn rồi. Đất bằng phẳng. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em Điện nha. Em Điện sẽ dẫn cho cô chú chị xem thực tế bất động sản này. Rồi em Điện xin dừng clip tại đây. Cô chú anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em Điện và theo dõi những clip sau của em ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.